Xin chào các bác nha. Em có cái con máy biến áp standard 3000W, 3000 kVA các bác này. 3 kVA 3000W. Tình trạng của standard vẫn chạy ngon lành nhé. Bác nào có nhu cầu lấy con này em bán lại 1,2 triệu này. Dây đồng 100% luôn. Chạy rất là khỏe. Đấy, giải điện áp vào từ 60 đến 250 rất là rộng nhé. Điện áp ra 100V, 110V, 220V, công suất 3000 VA. Đây. Đấy, bác nào có nhu cầu đấy thì các bác báo. Vẫn chạy ngon lành nhé. Của hãng Standard.